Thưa quý vị, trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc phát triển hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch GOS là một trong những định hướng trọng tâm của ngành du lịch Việt Nam. Tại thành phố Đà Nẵng, với lợi thế có nhiều sân GOS đạt tiêu chuẩn quốc tế và nhiều điều kiện thuận lợi, thời gian qua, Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lễ hội lớn mang tầm quốc tế, cũng như tận dụng các cơ hội để thu hút đầu tư phát triển du lịch GOS. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, Đà Nẵng là thành phố biển dọc miền Trung, địa phương có địa hình khí hậu rất thuận lợi để thiết kế các sân GOS đẳng cấp quốc tế. Số lượng sân GOS của Đà Nẵng và các tỉnh lân cận có sự gia tăng đáng kể, tạo nên chuỗi hệ thống về sân GOS với đa dạng trải nghiệm cho du khách. Hiện Đà Nẵng sở hữu hệ thống sân GOS đẳng cấp thế giới là sân GOS BRG Đà Nẵng GOS Resort và sân Banana Hill GOS Club, do các tay golf huyền thoại thiết kế, đáp ứng nhu cầu chơi golf đỉnh cao kết hợp nghỉ dưỡng của golfer. Đối với Đà Nẵng thì chúng tôi có một lượng khách rất là lớn tại miền Trung cũng như là tại các tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Đồng thời là với cái sự liên kết với các điểm đến trên thế giới bằng các chuyến bay thẳng mà chúng ta đang khai thác gần đây, thì du lịch golf tại Đà Nẵng sẽ là một cái mảng mà ngành du lịch được kỳ vọng giúp cho ngành du lịch được khôi phục nhanh chóng. Vừa qua, lễ hội du lịch golf Đà Nẵng trọng tâm là giải golf phát triển châu Á ADT được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2022, được xem là dấu ấn của thành phố Đà Nẵng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch golf. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, đơn vị, lễ hội thu hút hơn 4.000 khán giả trong nước và quốc tế xem trực tiếp tại sân BRG Golf Đà Nẵng, 12.700 lượt xem truyền hình trực tiếp mỗi ngày trên fanpage Golf News, 4.300 lượt xem truyền hình trực tiếp mỗi ngày trên YouTube. Qua thống kê, có 79,4% người xem là khách hàng có thu nhập cao từ độ tuổi 25 đến 54. Có thể nói rằng là cái lễ hội du lịch golf của do thành phố Đà Nẵng đứng ra đăng cai tổ chức đã được có cái sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và hết sức là bài bản. Chúng tôi đánh giá rằng trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Đà Nẵng cũng như là các cấp các ngành, đặc biệt là Sở Du lịch thành phố cũng đã vào cuộc hết sức tích cực, đã phối hợp với các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp để chuẩn bị hết sức là chu đáo để tổ chức một cái sự kiện có thể nói rằng là đây là một trong những sự kiện hết sức là hấp dẫn để mà phát động lại cái thị trường, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế, thì khách du lịch quốc tế sẽ đến với Đà Nẵng, một trong những điểm đến đã được đánh giá vinh danh là một điểm đến hấp dẫn trên không chỉ có ở Việt Nam mà thậm chí là trên khu vực cũng như là trên thế giới. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, năm 2022, các sân golf miền Trung đã phục vụ hơn 228.000 vòng golf, tăng 7,25% so với năm 2019. Sân BRG Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu thị phần với hơn 65.200 vòng golf, chiếm 28,6% tổng số vòng golf tại miền Trung. Sân Montgomery Link và sân Bà Nà tiếp tục giữ vị trí thứ hai và thứ ba. Điều này cho thấy số lượng du khách golf tại Đà Nẵng gia tăng đáng kể sau thành công của lễ hội du lịch golf. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới, khách du lịch golf có mức chi tiêu cao gấp 6 lần so với khách du lịch thuần túy. Với mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, nên Đà Nẵng đang hướng đến nguồn khách này nhằm phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch phối hợp với lại các đơn vị ở trong nước và đặc biệt là các đối tác nước ngoài để tăng cường quảng bá hình ảnh vẻ đẹp về du lịch của thành phố Đà Nẵng cũng như là cái đẳng cấp của các cái sân golf tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung do các tay golf huyền thoại thiết kế. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác nước ngoài để đưa về Đà Nẵng các sự kiện về golf đẳng cấp quốc tế. Qua đó thì chúng ta có thể trực tiếp thu hút các vận động viên, các golfer và bạn bè, người thân của các cái golfer đó tới tham quan và du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi hy vọng trong thời gian không xa thì chúng ta có thể sản xuất được các cái mặt hàng lưu niệm về golf cũng như là các cái loại hình về dụng cụ, linh kiện, trang thiết bị.
Hiện Đà Nẵng tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai thành công giải Golf Phát triển Châu Á BRG Open Golf Championship Đà Nẵng ADT 2023 và các hoạt động bên lề, trong đó dự kiến chủ trì tổ chức triển lãm trang thiết bị và phụ kiện golf phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Golf Châu Á tổ chức hội thảo golf quốc tế. Đồng thời, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các sân golf miền Trung, khuyến khích các đại lý và doanh nghiệp du lịch lữ hành, hãng hàng không, cơ sở lưu trú xây dựng các tour golf hấp dẫn, khác biệt dành cho du khách golf nội địa và quốc tế, thường xuyên truyền thông du lịch golf Đà Nẵng trên các nền tảng số, nhất là mạng xã hội để lan tỏa và khẳng định thương hiệu du lịch golf Đà Nẵng.